Kính chào chư vị đào hữu đến với tiểu điểm tính phòng tiên đậu kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyện Tiên giả tác giả phòng ngữ. Chương 476: u dọa các đảo. Vận khí của chúng ta cũng tạm được, không đụng phải nghiệp hòa đảo. Nhưng mà thắng được trận này cuối cùng vẫn sẽ đụng. Bích Thủy Nhu nghe vậy gật đầu nói. Sao mặt mày ngươi vui vẻ, hẳn là có tính làm gì đó. Tề cảnh nháy nháy mắt, cười híp mắt hỏi. Đối thủ của chúng ta ngày mai là ra sơn đảo. Bích Thủy Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hừ, vậy thì ngày mai để ta ra sân đi, trận cuối thì do ngươi. Tề cảnh nghe xong, lập tức hứng thú, nhìn về viên minh một chút rồi nói. Viên minh nhốn vài, không có dị nghị gì. Nói đi, người muốn kết quả thế nào? Tịch ảnh nhìn về phía Bích Thủy Nhu hỏi. Trọng thương, nếu có thể phế bỏ đối phương. Bích Thủy Nhu không chút do dự nói. Vừa dứt lời, nàng bỗng cảm thấy tim đập nhanh, không khỏi ôm ngực, sắc mặt cũng hơi khác thường. Cảm tạ một tiếng, rồi nàng vội vàng cáo từ rời đi. Tựa như tịch ảnh cũng không để ý, phối hợp trở về gian phòng của mình. Viện mình thì nhìn Bích Thủy Nhu rời đi, hơi nhíu mày. Sáng sớm hôm sau, vòng tỉ thí thứ hai bắt đầu trên quảng trường chỗ ngồi kéo sau dốc một nửa người vây xem không giảm trái lại còn tăng so với ngày đầu tiên tỉ thí ngày thứ hai trình độ kịch liệt rõ ràng tăng lên một bậc gần như là mỗi một cuộc tỉ thí đều lấy đối phương trọng thương không đứng dậy nổi để kết thúc trong đó thậm chí còn có một trận là hai hòn đảo nhị đặng đụng nhau song phương không lưu thủ cuối cùng một tu sĩ trong đó chết tại chỗ trở thành người đầu tiên chết trong trận tỷ thí. Thế nhưng viên mình nhìn những người xung quanh không có vẻ gì là ngạc nhiên, tất cả đều không cảm thấy kinh ngạc, thì đã biết chuyện này không phải là lần đầu xảy ra. Sau tầm 10 cuộc tỷ thí, cuối cùng đã tới hồng đảo và là sơn đảo quyết đấu. Tịch ảnh nhảy lên một cái, lộ mỏng ở trên thân tung bay, đạp xuống diện võ đài, đứng chắp tay, rất có vài phần khí độ tông sư. Là sơn đảo bên này, nam tử âm nhu một mực, mực ngồi ở bên, bên trái la vạn sơn nhìn về phía đào chủ nhà mình ôm quyền đào chủ yên tâm tu sĩ hồng đảo ta sẽ trông nom cẩn thận Dứt lời trên mặt cô gã lộ ra một vệt ý cười u ám la vạn sơn bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm chỉ là khẽ gật đầu tựa nhờ cũng không thèm để ý việc này nam tử vọt lên phi thần đi tới diễn võ đài gã nhíu mắt nhìn về phía nữ tử đối diện khoe miệng thu liễm nụ cười đưa tay vỗ lấy túi linh thú đại bên hông chỉ thấy một sợi ô quang từ bên hông bay ra giữa khẩu trùng hiện ra một con rưỡi bầu đen cao bà bốn thước hai con người huyết hồng toàn thân cuốn quanh khói đen tản ra khí thức hung sát không nói ra được viên minh chỉ nhìn thoáng qua xa xa trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét giống như là đã nhìn thấy vật dữ bẩn thức cực điểm tên này vậy mà luyện huyết nhãn biên bức tới tình trạng như thế khi tức tà ác ô uế như vậy chỉ sợ không phải mấy trăm ngàn nhân mạng có thể nuôi ra bích thủy nhù thế thế cũng không nhịn được mà nhú mày lầm bầm viên mình thu tầm mắt lại cô không lo lắng ngược lại ánh mắt băn khoăn trong đám người tìm kiếm thân ảnh của ô lỗ tìm kiếm một lúc đầu cô không thấy gã bên cạnh la vạn sơn chống ra một vị trí lưu đầu chủ đến ngồi là đạo chủ dưới trướng người khi nào có mãnh tướng như thế thực tế trên người của gã đã hoàn toàn phục hồi như cũ cười tùm tìm hỏi mạnh tướng ngược lại không tính nhưng mà hắn ở bên ngoài biển lịch luyện nhiều năm lần này trở về đúng là gặp phải lần tiên quả hội này la vạn sơn nhìn như không thèm để ý chút nào kể thực có chút tự đắc nói y vô cùng xem trọng vì thuộc hạ này trước kia một mực dấu ở trên đảo bí mật tu luyện chỉ là về sau gã muốn tiến thêm một bước tăng cường thực lực cần có máu người và hồn phách ăn càng ngày càng nhiều không thể không để gã ở bên ngoài biển tự mình tu luyện hiện tại trở về cũng coi như là một đòn sát thủ của la sơn đảo hôm qua ta là vì la đảo chủ thua có chút biệt khuất hôm nay la đảo chủ phải lấy lại mặt mũi cho ta để hồng đào thua thảm một chút. Lưu đào chủ hạ giọng nói, la đào chủ cho gã một ánh mắt yên tâm, rồi lập tức làm một thế cắt cổ. Y không chỉ một khống chế bích thủy nhu, càng phải chèn ép hồng đào, hai bút cùng vẽ, cuối cùng mới có thể thực hiện được mục đích ăn cả người lẫn đảo. Vậy ta đợi xem kịch vui. Lưu đào chủ hai lòng gật đầu, gã vừa dứt lời, trên diễn võ đài có một vệt kim quang đột nhiên sáng lên giống như một thanh kim đào khai thiên chạm tới trong chớp mắt quang mang hạ xuống trên quảng trường đầu tiên là một hồi tĩnh mịch cổ quái chợt bộc phát ra âm thanh nhiệt liệt và ủng hộ L làm sao có thể lưu đạo chủ nghe tiếng kêu nhìn lại vừa nâng chúng trả lên lập tức cứng lại giữa không trung chợt ba một tiếng vang lên chân trà trong tay của la vạn sơn trực tiếp vỡ ra chân trà y nắm đã vỡ vụn trên tay dính là nước và lá trà thật thố khiến không ít người ghé mắt nhìn sang nhưng lúc này y đã bất chấp trên đài đột nhiên xuất hiện biến hóa trực tiếp trùng kích y nhận biết khiến con người của y không nhịn được mà rung động chỉ thấy trên diễn võ đài bắn tung tóe huyết hoa tản ra hai bên giống như là hai đạo vẩy mực vẽ cánh to lớn bờ ra bên trên diễn võ đài ở trung tâm hai cánh huyết sắc tên nam tử âm nhu cùng với huyết nhãn biên bức của gã một chiếc bột sau nằm ở trên mặt đất vỡ thành bốn mảnh thi thể từ đầu đến chân bị phân thành hai quá nhanh quá nhanh trên quảng trường âm thanh kinh hô không ngừng người có thấy rõ chuyện gì xảy ra không một tu sĩ lão già lôi kéo người bên cạnh hỏi người kia còn chưa kịp tỉnh lại sau chấn kinh cũng không trả lời ta thấy được ta thấy được nữ tử kia tung một kích chỉ là tiện tay vung lên một vệt kim quang. Tù sĩ của là dân đảo kia tựa như bị giấy cắt vậy, bị cắt thành hai nửa, vậy cũng quá mạnh rồi. Một cả tù sĩ trẻ tuổi kích động, tôi nói năng lộn xộn, đơn giản khó tin miêu tả người bên cạnh. Trên bệ đá, người chủ sự mấy ba hòn đảo nhất đẳng cũng tương tự, đều bị màn biểu hiện của tịch ảnh làm cho khiếp sợ. Gia hỏa là sơn đảo kia, chỉ ít là kết đàn trung kỳ thậm chí ngay cả một chiêu cũng không cản được. Người chủ sự của Kim Ngao Đảo là một đại hán thu cạch mà kim sắc trường bào, mở miệng nói. Thực lực chênh lệch quá xa, tốc độ kim quang của nữ tử kia nhanh tới mức gần như không thể ngăn cản, thực lực sắc bén càng không gì sánh kịp. Tù sĩ là sơn đảo kia cân bản chưa kịp xuất thù, đương nhiên cũng ngăn không được. Một lão ẩu tóc trắng, cầm quài trượng chính là người chủ sự vô linh đảo khẽ lắc đầu nói. Ta nhớ giữa là Sơn đảo và Hồng đảo cũng không có huyết kiều gì. Nữ từ này sao lại ra tay ngoan lệ như vậy? Người chủ sự của Hồng Vũ đảo có chút không hiểu hỏi. Ai mà biết được so với cái này? Ta ngược lại rất thiếu kỳ. Hồng đảo từ khi nào có nhân vật lợi hại như vậy? Một cả năm tử thanh y tướng mạo trẻ tuổi, thái dương lại nhiễm màu bạc trầm ngâm nói. Cả nói xong, có mấy chủ sự không tự chủ nhìn về phía người chủ sự của nghiệp hòa đảo. Đó là một tu sĩ trùng niên mặc trùng bào hỏa hồng, khuôn mặt cương nghị, lông mày đỏ, khí chất không tầm thường, bấy giờ cũng đang nhú mày nhìn về phía diễn võ đài. Viêm tường đạo hữu, hồng đảo lần này tư đầy rất mạnh. Ngày mai nghiệp hòa đảo các người dự định phái người đảo xuất chiến. Người chủ sự của hồng vũ đảo những người tới gần viêm tường cười hỏi. Viêm tường quay đầu nhìn gã một cái Cô không đáp lại Người thấy người ngồi bên cạnh Bích Thủy Nhu không Không có gì bất ngờ xảy ra Ngày mai xuất chiến hẳn là hắn Hồng Vũ Đào Chủ Chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói Viêm tường nghe vậy Theo ngón tay gã chỉ nhìn qua Chỉ thấy viên mình đang đứng dậy Ngay đón tịch anh trở về Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Hắn là người phương đảo giống nữ tử kia đều là khuôn mặt xa lạ nhưng xem ra cũng không phải loại lương tiện gì Hồng vũ đào chủ giống như cố ý gây sự nói <laughs> chỉ là hòn đảo nhị đẳng mời tới giúp đỡ mà thôi mạnh hơn nữa thì cũng chẳng đến đâu viêm tường hư lạnh một tiếng nói so với đệ tử nghiệp hòa đảo tự nhiên không tính là gì ngày mai chúng ta sẽ xem kỹ kịch vui hồng vũ đào chủ cười nói ở một bên khác viên mình nhìn tịch ảnh trở lại có chút hiếu kỳ nói sao lại ra tay nặng thế vì giúp bích thủy đạo hữu chào một hơi giận sao bích thủy nhu cũng nhìn về phía tịch ảnh trong mắt cảm xúc phức tạp có khoái ý vì trọng thương là sơn đảo lại ẩn ẩn có chút lo lắng không hoàn toàn như vậy chủ yếu là trên thân tên kia ta cảm được một cỗ sát ý hắn đã muốn giết ta vậy ta cần gì phải lưu thủ tịch ảnh lắc đầu không để ý một chút nào đó Vậy là hắn muốn chết Viên mình nghe thế thì gật đầu nói dứt lời Hai người một lần nữa hướng về phía Bích Thủy Nhu cáo từ một tiếng Rồi rời đi trước Chỉ là hôm nay nỗi lòng của Bích Thủy Nhu phập phồng quá lớn Nàng vạn lần không nghĩ tới Tích ảnh cường hãn như vậy Tất nhiên là không thể bảo trì bình thản như hôm qua Tiếp tục xem tỉ thí Nhưng đã bị phân tâm Lúc chẳng vạng tối Trong phòng mật thất ở phu tăng đảo là vạn sơn một mặt ấp trầm ngồi trên ghế đối diện y sắc mặt của lưu đảo chủ cũng rất khó coi là đảo chủ thân phận hai người kia đã điều tra ra được chưa lưu Đào chủ hỏi chỉ biết là gần đây mới gia nhập hồng đảo còn lại không tra ra được tin tức hữu dụng nhưng mà theo thực lực của nữ tử kế thể hiện ra chỉ sợ nam nhân kia cũng không đơn giản la vạn sơn nói Bích Tùy Nhu có thể mời đến hai người kia Chỉ sợ bỏ ra không ít vốn lúc Lần này ta cũng qua loa Dễ tin chuyện ma quỷ của ngươi Nên tranh đoạt vào vũng nước đục này Lần này bọn họ nếu có thể thắng nghiệp hòa đảo Về sau cuộc sống của chúng ta Cũng được nghĩ sẽ tốt hơn Lưu Đào Chù một mặt hối hận Thở dài nói Sợ cái gì Tầm tâm cổ độc đã gieo ở trên người Bích Thủy Nhu Cho dù bọn họ thắng Hồng Đào không phải là thịt trên thớt à La Vạn Sơn tỏ ra chấn định nói. Nói nghe nhẹ nhàng thế, hai người này thực lực rõ ràng là đều trên Bích Thủy Nhu. Cho dù người không chế được Bích Thủy Nhu, cũng chưa chắc có thể sai xử được bọn họ. Ngày mai người kia nếu thắng, Hồng Đào coi như có tư cách tấn thẳng hòn đảo nhất đẳng. Người đoán bọn hắn nên lúc đó có đá xuống Bích Thủy Nhu, tự mình làm lão đại không? Lưu Đào Chủ xem thường nói, ngay xong lời ấy, trong lòng La Vạn Sơn cũng giết chặt lập tức hiểu lo lắng của lưu Đào chủ. Chương 468 phát hiện Vậy không thể để cho bọn họ thắng, chỉ cần hồng đảo vẫn do Bích Thủy Nhu định đoạt, thì chúng ta còn có khả năng nuốt trọn nó. Nhưng mà đối mặt với nguyệp hỏa đảo, bọn họ có khả năng thắng sao? Là vạn sơn liếc ngang nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta nhất định phải làm chút gì đó, bất luận thế nào thì cũng không thể để cho bọn họ thắng trận tỷ thi ngày mai. Lưu đào chủ gật đầu nói, người có biện pháp sao? Là vạn sơn hỏi, ta có một bình bí dược tù phòng tán, có thể khiến người ta trong ba ngày pháp lực tiêu tán, không thể ngưng tụ đối địch. Chỉ cần để tiêu từ kia chúng độc này, ngày mai hắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Lưu đào chủ nói, hạ dược, loại tu sĩ đó sao lại tùy tiền chúng độc chứ? Là vạn sơn nghi ngờ hỏi, muốn chúng ta hạ độc là không thể nhưng nếu bích thủy nhu hạ độc thì sao lưu đào chủ nhếch miệng cười một tiếng nhíu mày hỏi la vạn sơn nghe thế thì bừng tỉnh đại ngộ việc này mấu chốt thành hay bại ở tầm tâm cổ độc của người có thành công không chế được bích thủy nhu hay không lưu đào chủ nói hiện tại ta một mực câu thông với tầm tâm cổ đã có chút cảm ứng chỉ là muốn không giấu vết điều khiển bích thủy nhu chỉ sợ còn phải tốn chút ít khí lực La Vạn Sơn nói Không chờ lâu như vậy được Chúng ta nhất định phải động tay chân trước trận tỉ thí ngày mai Cho dù không thể giết hắn Cũng phải khiến thực lực của hắn hào tổn nhiều Ngày mai không thể chiến thắng được Lưu đào chủ trầm ngắm thật lâu Rồi lắc đầu nói Nếu vậy chỉ có thể mạo hiểm từ một lần La Vạn Sơn trong mày chậm rãi nói Đêm khuya Cho đám người hồng đào đã tắt đèn trong viện ngoại trừ côn trùng kêu vàng chưa còn lại có từng đợt thanh âm quạ đen kêu về trong một gian phòng khách bích thủy nhu thật vất vả bình phục nỗi lòng từ từ thiếp đi bỗng ngực kịch liệt đau đớn đột nhiên mở hai mắt ra từ trên giường ngồi dậy hai tay của nàng gắt gào nằm lấy áo ở ngực trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống sau mặt trắng bạch tức cực điểm chỗ ngực truyền tới cơn đau đớn phệ tâm khiến nàng nghiến chặt hàm răng ngay cả khí lực khá miệng la lên cũng không có nhưng đúng vào lúc này nàng chợt nghe một tiếng trống không quá rõ ràng từ bên ngoài viện truyền vào đường theo tiếng trống vàng một hồi tim đập nhanh mãnh liệt từ trong tim nàng truyền đến theo tiếng trống kia càng ngày càng rõ ràng trái tim của bích thủy nhu đập càng ngày càng mãnh liệt đầu óc giống như bị người ta hung hăng đập một côn Trên nên càng ngày càng choáng váng còn không đợi nàng ta kịp phản ứng bỗng một tiếng trống vang lên ở ngoài cửa nàng đã mất đi ý thức hai thân ảnh lén nút lặng lẽ chui vào trong phòng tự nhiên chính là la vạn sơn cùng với lưu đào chủ bây giờ trước ngực của la vạn sơn mang theo một cái trống nhỏ đen tối vị trí trung tâm mặt trống nhuộm máu đỏ tươi mà nơi phát ra máu tươi chính là ngón giữa cùng với ngón trò của la vạn sơn tầm tầm cổ cùng với nhếp trùng cổ đúng là tuyệt phối dễ dàng như vậy đã đánh ngã được nương môn Bích Thủy nhu này. Lưu đào trù nhìn nữ tử nằm ở trên giường với tư thái uyển chuyển, ở dưới đáy mắt hiện lên một tiền nóng bỏng. Nhưng gã vẫn phần rõ nặng nhẹ, trong lòng biết chốc mắt không phải lúc xử lý việt vặt, nên thu hồi tạp niệm. Phối cây giấm, thôi động tầm tâm cổ mạnh như vậy, cực kỳ hao tổn máu tươi và thần hồn của ta. Đợi đến lúc tầm tâm cổ lớn lên, bích thủy nhu nương môn này sẽ bị hủy biến thành một cái xác công hồn giữ lại rất có ý tứ la vạn sơn gắt một cái nói cuộc mua bán này làm y thua thiệt lớn không chỉ không đạt được mục đích vốn có còn không công hao phí tình huyết và thần hồn sau đó càng phải xuất ra bí thuật trần quý nhà mình giao cho lưu đào chủ tính thế nào cũng lỗ trước mắt y chỉ có thể mong độc chết hai người kia mới tốt bọn họ tu vi không yếu trên thần tất nhiên là có bảo bối tốt để bù đừng nói lời thừa thãi nữa tranh thủ thời gian làm trách sự đi lưu đầu chủ thúc giục la vạn sơn không nói nữa ánh mắt nhìn chăm chăm bích thủy nhu hai ngón tay nổi lên huyết nhục bè bét bấm niệm pháp quyết điểm đến đầu ngục cô nàng chỉ thấy chỗ ngực của nàng có một con côn trùng như ngô công hiện ra từng nhánh trần nhanh chóng lan tràn đưa về phía tim của bích thủy nhu chậm rãi quấn quanh nó ngay sau đó cặp mắt của nàng lại mở ra từ trên giường ngồi dậy chỉ thấy trong con mắt là vẻ thất thần nhưng nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát giác được là vạn sơn lấy từ trong ngực ra một bầu rượu bạch ngọc đưa cho nàng trong lòng ra lệnh cho nàng bích thủy nhu tiếp nhận bầu rượu từ trên giường bước xuống đi ra ngoài đến bên ngoài cửa vẻ cứng ngắc trên mặt lại đổi thành ý cười nhu hòa đi thẳng đến phòng của viên minh chỉ mong độc này của người sẽ không bị phát hiện là vạn sơn khẽ thở dài một tiếng cẩn thận đi theo hiện tại tam tâm cổ còn chưa trưởng thành y chỉ có thể điều khiển ở khoảng cách gần mới có thể đảm bảo vận vội thất nhất bằng không y cũng không muốn mạo hiểm đến nơi này trong đình viện huynh thủy nhu đi theo hành lang tới ngoài cửa phòng của viên minh hai tiếng gõ cửa vang lên trời trong thoáng trúc cô không thấy phòng có đèn đuốc sáng lên cửa phòng lại kẹt một tiếng mở ra Viên mình mới từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn Bích Thủy Nhu chốc mắt, y phục hơi không chỉnh tề, kinh ngạc hỏi. Bích Thủy đạo hữu, đã trễ như vậy có chuyện gì thế? Có thể đi vào nói chuyện không? Mặt mày có Bích Thủy Nhu buồn xuống hỏi. viên mình sau một phen tư lượng vụt tay lên, đột anh đến trong phòng. Bây giờ mới nghiêng người nhường nàng đi vào. Cửa phòng đóng lại, có hai thân ảnh. Bao phủ bởi một tầng khí tức ngăn cách lén lén lút lút đi đến trốn ở dưới bóng tối một gốc cây già trong viện cẩn thận nhìn về phía trong phòng anh đèn chiếu giỏi thân ảnh của viên mình cùng với bích thủy nhu ở cửa phòng có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ cô không biết là hai người nói cái gì cho thấy sau lưng bích thủy nhu mơ hồ có một sợi hơi khói xông ra rất nhanh biến mất không thấy thế nào liêu đạo chủ không dám lên tiếng chuyên âm hỏi hẳn là đã xong hơi khói vừa rồi là nàng đã mở nắp bình tô phòng tán. Chắc hai người đều đã trúng độc. La vạn sơn nhẹ gật đầu, truyền ấm trả lời. Đã vậy, chúng ta có thể rút lui. Liêu đào chủ lộ vẻ vui mừng, muốn đi. La vạn sơn lại do dự tại chỗ, không nhúc nhích. Sao nữa? Liêu đào chủ nghi ngờ hỏi. Ta cảm thấy vẫn không an toàn. Sao không nhân cơ hội này giết tiểu tử kia? Nếu ba ngày sau, hắn khôi phục pháp lực, đối với chúng ta chẳng phải là thiên tài, đại họa hay sao? Trên thân của tiểu tử này khó tránh còn có không ít gia sản. La Vạn Sơn trầm ngâm nói. Lưu đào chủ nghe thế cũng trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi gật đầu, làm một hồi truy thường giết người. Hai người quyết định chủ ý, rồi nhanh chóng đi vào trước cửa phòng. Đang lúc bọn họ chuẩn bị bạo khởi giết người, chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng vang. Hai vị để chúng ta đợi thật lâu. Hai người nghe thấy thì giật mình, trong lòng biết là không ổn, lập tức muốn đào thoát. Bọn nó quay người thật nhanh, lại chợt thấy trước người cảnh vật biến đổi, hai cánh cửa tự động mở ra, khiến cho bọn họ phá vào bên trong một gian nhà. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hai bóng người đang ngồi đối diện, còn có một nữ tử dường như hôn mê nằm ở trên bàn tròn một bên. Người ngồi chính là Viên Minh và tịnh Ảnh, mà nằm ở trên bàn mê man chính là Bích Thủy Nhu. Người nói bọn họ tối nay sẽ đến Ta còn không tin Xem ra ngươi lại đoán đúng Tịch ảnh à nhìn hai người có chút hoảng hốt Thần tình trên mặt có chút ảo não Tựa như đánh cược thua viên mình Tối nay bọn họ không tới Ta sẽ đi tìm bọn họ Hôm nay là ngày thứ hai Tạm tâm cổ trên người với thủy đạo hữu Còn có thể lấy ra được Nếu ba ngày sau Tầm tâm cổ bọc lại toàn bộ trái tim Hòa tình một thể sẽ không dễ lấy xuống Viên mình cười cười nói La vạn sơn và lưu đảo chủ thấy hai người nhẹ nhõm nói chuyện căn bản không để bọn họ vào mắt trong lòng sợ hãi vô cùng lo nghĩ thậm chí phẫn nộ tất cả đều xông ra đi hai người liếc nhau đồng thời mở miệng vừa dứt lời la vạn sơn đưa tay hất về phía hai người viên minh hai tâm phù màu huyết hồng thiểu đốt trong sương khói toát ra hai ác quỷ mặt xanh nách vàng mở cái miệng lớn như chậu máu nhào tới viên minh Viên Minh nhìn như không thấy, có chút châm chọc nhìn y một cái. Là vạn sơn và lưu đào chủ căn bản không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có hai con ác quỷ ngăn cản đoạn hậu. Bản thân chỉ muốn mau chóng rời đi. Nhưng bọn họ mới chạy ra được một bước, thì cảnh vật ở phía trước lại biến đổi. Trước người khói mù lượn lờ, rơi vào một màu đen kịt. Chờ thấy ở phía trước có từng ánh đèn màu lục sáng lên, từng cái đèn lồng u lục chỗ nổi huyền không một đền thờ to lớn màu đỏ đột nhiên từ phía trong sương mù dựng lên phía trên bất ngờ viết ba chữ quỷ môn quan nguy rồi là huyễn thuật lưu đào chủ kêu rên một tiếng dốc hết toàn lực bất kể là huyễn thuật gì tranh thủ thời gian thì phá phá vỡ là vạn sơn cố chấn định là lớn nói ngay sau đó trong quỷ môn quan từng cái đèn lồng xanh mướt mờn lăng không bay ra theo sát phía sau mười mấy đầu quỷ vật dữ tợn bộ dáng khác nhau đồng loạt chen nhau lao ra khỏi cửa lầu cát phóng tới hai người trong đó còn có một hòa quỷ hình thể to lớn mặc áo bào đỏ tay đằng nắm chặt hai quỷ vật mặt xanh đánh vàng nhét vào trong miệng xem bộ dáng kia bất ngờ chính là hai quỷ vật từ hai tấm phù mà la vạn sơn vừa mới dùng để đoạn hậu hai con tiểu quỷ bị hỏa quỷ áo đỏ nhai hai bà cái đã nuốt xuống bụng hai người thấy thế mà ra đầu tê dại một hồi bọn họ giờ mới hiểu ra được thanh niên kia vì sao lại chấn định như thế thì ra tà tu tinh thông quỷ đạo trong lúc nhất thời dũng khí của hai người rét lạnh thêm mấy phần nhưng đúng lúc này đỉnh đầu của bọn họ bỗng nhiên tựa như bát vân khiến nhật hiện lộ ra một mảnh sáng người còn không để bọn họ mừng rỡ bọn họ đã thấy một màn càng thêm kinh hãi chỉ thấy một bóng người to lớn vô cùng xuất hiện trên đỉnh đầu cả hai so ra thì thân thể của mình đơn giản giống như là còn rối vậy bóng người cầm một thanh trường kiếm đèn đánh chém xuống đầu của lưu đào chủ lưu đào chủ kinh hoàng vội vàng khống chế một tấm chắn màu bạc đưa lên trên đỉnh đầu ngăn cản nhưng thần kiếm kia vẫn bắn ra ánh sáng u hắc dài hơn một trường ân ân có một cỗ màn hoàng khí chặn ngập bổ xuống hư cổng phía dưới hắc kiếm phát ra một tiếng quỳ gào ngay sau đó một đạo hắc mang hiện lên một sợi kiếm khí màu đen ngay lập tức xuyên qua tâm chắn màu bạc chạm lên thân của lưu đảo chủ cùng lúc ấy một cỗ lực lượng nguyên rùa xâm nhập vào trong cơ thể của gã chỗ sâu yết hầu của lưu đảo chủ phát ra một tiếng vang nhỏ bấy giờ toàn thân của gã cứng ngắc ngã trên mặt đất không còn động đậy chương 469 trăm sáu mươi chín la vạn sơn nào từng đã thấy qua cảnh tượng hãi hùng như thế bị tràng cảnh quỷ dị kia dọa cho hồn bay phách lạc lập tức bò chống cự gã quỵ xuống đất hai vị tiền bối thần thông quảng đại tất nhận thua tất nhận thua gã run rẩy ôm quyền cầu xin tha thứ thấy thế thì viên minh mới vung bàn tay lên thu hồi bách quỷ dạ hành đồ và diệt hồn kiếm là vạn sơn tới huyễn cảnh chung quanh biến mất chỉ còn lại cái xác của lưu đào chủ nằm thẳng đơ ở bên cạnh trong lòng sợ hãi tột độ thậm chí không dám gần đầu nhìn hai người viên minh tầm tâm cổ được gieo xuống người bích thủy đạo hữu vào lúc thi đấu ngày hôm qua tơi này còn chưa tới ba ngày muốn lấy già cũng không khó chứ viên minh mở miệng chậm rãi nói không khó không khó la vạn sơn vội đáp vậy còn không làm nhanh lên viên minh hừ lạnh một cái la vạn sơn không dám thất lễ lập tức bước lại gần xong lại có phần e ngại dừng lại do dự nói muốn kéo tầm tâm cổ ra phải dịch một đường ở cổ tay nàng. Cần làm thế nào thì làm thế đó, dám có bất kỳ hành vi gây rối nào, người ấy tự biết kết cục rồi đấy. Viên mình tử tôn nói, rõ tả rõ rồi, là vạn sơn kinh sợ. Vừa dứt lời, gã lập tức dạch một đường trên cổ tay trắng bút của Bích Thủy Nhu, sau đó lại rạch trong lòng bàn tay bản thân, lấy máu của mình làm dẫn, đồng thời lắc nhấp trùng cổ trống, dù tạm tâm cổ rời khỏi thân thể Bích Thủy Nhu. Chỉ sau chốc lát đã có một con trùng to mọng màu đỏ từ bên trong người của bích thủy nhu chui ra. Thấy tầm tâm cổ chui ra, viên mình lập tức điểm một cái vào mi tâm của bích thủy nhu. Một điểm sáng từ đó khẽ lóe lên. Sau đó, đôi mắt của bích thủy nhu run lên. Cả người từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nàng đầu tiên là giật mình. Sau đó lập tức nhớ ra. Mình hình như bị kẻ khác khống chế. Không tự chủ được. Nhìn thấy viên mình. Đã xảy ra chuyện gì? sao ta lại ở đây? Bích Thủy Nhu nghĩ to cả đầu vẫn không thể nhớ được chi tiết gì. Bèn mở miệng hỏi. Hai kẻ này câu kết với nhau, cấy tầm tâm cổ lên người của ngươi. Sau đó muốn khống chế người hạ độc ta. Hiện tại lưu đào chủ đã chết rồi. Là đào chủ này, ta tình giữ lại để ngươi xử lý. Về mình vắn tắt giải thích. Bích Thủy Nhu nghe xong thì khẽ xoa mi tâm. Nghỉ ngơi thêm một lát mới tỉnh táo hẳn nàng lại lấy uy hấp la vạn sơn gã thuật lại tiền căn hậu quả một lần này lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra lần này nếu không phải có hai vị đạo hữu tường trợ hồng chi đảo ta e là xong rồi bích thủy nhu càng nghĩ càng sợ vội đứng lên không người thi lễ với viên mình và tịnh ảnh không cần nói cảm tạ người xem nên xử trí la đảo chủ này thế nào viên mình hỏi la đảo chủ người nói một chút xem cái đầu trên cổ của người đáng giá bao nhiêu bích thủy nhu nghe thế thì nhìn sang phía la vạn sơn hỏi Ta ta nguyện xuất ra một nửa tài nguyên tồn kho của loa sơn đào dâng tặng bích thủy đạo hữu xem cho tạo lỗi la vạn sơn nghe thế tiếng cuống quýt nói chỉ có một nửa thôi sao vậy la đào chủ cũng tự chọn đi là muốn nửa người trên bên trái hay là nửa người bên phải bích thủy nhu hít mắt cười hỏi tất cả tất cả đều tặng bích thủy đạo hữu sau này loa sơn đào chính là thuộc hạ của hồng chỉ đạo la vạn sơn vội vàng đổi giọng nói với ngữ tốc cực nhanh nghe nói loa sơn đào các người có một loại bí thuật ngữ thú vệt mình bỗng mở miệng hỏi nghe thế tay mắt của la vạn sơn thoáng hiện lên vẻ cảm thức nhưng trên mặt vẫn giữ nét e ngại đáp ngay không sai nếu ngài muốn vậy ta sẽ đưa cho ngài ngay vừa dứt lời gã lập tức xoay cổ tay tức thì một cuốn sách cũ kỹ màu vàng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay của gã viên mình liếc nhìn chỉ thấy trên bìa của quyền điển tịch ghi mấy chữ kim quỳ ngựa thú thuật bằng văn tự cổ lập tức nghĩ tới có một tin đồn bán đã từng nghe đoạn đưa tay vẫy khẽ thu cuốn cổ điển tịch vào bên trong lòng bàn tay kim quỳ ngựa thú thuật nghe cái tên này có phải có liên quan tới kim quỳ tiên đảo một trong ba tiên đảo trong truyền thuyết kia không? Viên Minh hỏi, tiền bối thật là có nhãn nhược tốt, thuật này chính là một môn bí thuật trong kim quỷ thiên thư, mà kim quỷ thiên thư chính là vô thượng bí bảo của kim quỷ thiên đảo. Chỉ tiếc kim quỷ thiên thư đã thất truyền từ lâu, kim quỷ ngự thú thuật này cũng là bản tàn khuyết không đầy đủ. Là vạn sơn vội vàng giải thích, Viên Minh lật xem một lát, phát hiện bí thuật ngự thú được ghi ở bên trong điển tịch tinh diệu hơn rất nhiều thứ mà tam động chủ của bích la động dạy hắn thậm chí một số chỗ còn huyền diệu hơn cả vạn thú trần giám của chân linh tông tu luyện thuật này không những có thể điều khiển khống chế linh thú mà thậm chí còn có thể tương dùng với pháp lực của linh thú đạt tới mức độ có thể mượn dùng thần thông của linh thú nhưng đáng tiếc chính là la vạn sơn từng nói bàn kim quỳ ngựa thú thuật này không hoàn chỉnh nội dung khi thiếu khuyết rất nhiều trong phần còn giữ lại chỉ có nội dung nói về việc tương dung cùng về pháp lực của yêu thú là còn hoàn chỉnh. Viên minh không nói gì thêm. Cứ như vậy cất bí thuật này đi một cách vô cùng tự nhiên. Tiền bối ngài thấy đấy, bí thuật ta cũng đã nộp lên. Sau này ta cam đoan tuyệt đối không đối đầu với hồng chi đạo. Ngài có thể thả cho ta một con đường sống không? Lao Vạn Sơn trộm quan sát vẻ mặt của viên minh một lát, xong lập tức cầu khẩn. Trái lại viền mình không buồn nhìn cả, chỉ nhìn qua Bích Thủy Nhu, hỏi Bích Thủy Đạo hữu xử trí người này thế nào vẫn là người tự mình quyết định đi. Nghe được lời này, là vạn sơn lập tức tái mặt, vội vàng cầu xin Bích Thủy Nhu. Bích Thủy Đạo hữu ta biết giữ chúng ta có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Là vạn sơn còn chưa nói hết câu, đã bị Bích Thủy Nhu cắt ngang. Không phải là hiểu lầm, không phải là hiểu lầm là ta to gàn lớn mật dám có ý đầu xấu với bích thủy đạo hữu ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta bích thủy đạo hữu muốn xử trí thế nào ta cũng không dám oan thán nửa lời chỉ cầu xin có thể tha cho cái mạng chó của ta là vạn sơn luôn miệng cầu xin hay cho cầu có ý đồ xấu với ta chuyện người cùng với tên lưu đào chủ kia hợp mưu chuyến đoạt hồng chi đạo của ta cứ thế coi như không chứ bích thủy nhu cười lại chất vấn là vạn sơn mặt cắt không còn giọt máu trong lòng gần nhất tuyệt vọng muốn ta không giết người cũng không phải là không được bích thủy nhu bỗng đổi giọng nói là vạn sơn đang ở đáy sâu của tuyệt vọng nghe xong câu này hai mắt lập tức sáng lên vội vàng nói người nói đi muốn ta làm gì chỉ cần không giết ta việc gì ta cũng đáp ứng giờ lưu đảo chủ đã chết ta muốn người hỗ trợ ta nuốt trọn lưu lan đảo bích thủy nhu chậm rãi mở miệng nói nghe thấy lời này ánh mắt của vên mình khẽ lóe lên trên mặt lộ vẻ cười mà như không cười. Cách nhìn của hắn với Bích Thủy Nhu cũng theo đó đã thay đổi ít nhiều. Đối mặt với kẻ địch khi nhục mình như vậy, Bích Thủy Nhu lại có thể đè nén sát tâm. Hợp tác ngược với gã kia đủ để thấy khí độ phẩm cách của nàng không hề tầm thường. Là vạn sơn nghe xong lời này, mặt mày lập tức thả lòng. Nếu là việc này Bích Thủy đạo hữu, tìm ta xem như tìm đúng rồi, thật không dám giấu. Phó đào chủ của Lưu Lan Đảo ngầm liên hệ với ta đã nhiều năm. Giờ đào chủ của bọn họ bỏ mạng, muốn giúp Bích Thủy Đạo Hữu nắm lấy Lưu Đan Đảo, thực sự dễ như trở bàn tay. La Vạn Sơn lấy lại chút bình tĩnh, vội vàng nói. La đào chủ đúng là quen biết rộng rãi, không biết Hồng Chi Đào tà còn có con cờ nào của ngươi không? Bích Thủy Nhu nghe vậy, không mừng, không vui, mà lạnh giọng hỏi. Không có, cái này tuyệt đối không có, không nói gạt ngươi ta đúng là có suy nghĩ cải rắn điệp vào chỉ có điều bích thủy đạo hữu quản lý quá tốt toàn bộ hồng chi đảo trên dưới một lòng ta mãi mà chưa thể thành công trái tim vừa mới được thả lòng của la vạn sơn lại căng lên ta cũng không có dám hoàn toàn tin tưởng la đào chủ tình cảnh hiện tại như vậy muốn ta cứ thế thả ngươi đi tin rằng bản thân la đào chủ cũng cảm thấy không hợp lý chứ bích thủy nhu thuận miệng hỏi không không hợp lý vậy bích thủy đạo hữu muốn thế nào la vạn sơn cắn răng nói ở đây ta có bí dược do hồng chi đảo chúng ta luyện chế lao đào chủ ngoan ngoãn ăn vào là được sau này mỗi tháng đúng hạn ta sẽ cho lao đào chủ một viên thuốc giải giúp la đào chủ khống chế dược lực vị thủy nhu có vẻ hài lòng với câu trả lời của va vạn sơn nói bí dược gì nghe vậy sắc mặt của la vạn sơn lập tức trở nên khó coi Bí dược này ta chưa dùng lần nào bên ngoài. Nó có cái tên rất là dễ nghe, gọi là chu xà trí. Sau khi ăn vào, mi tâm của liên la đạo chủ sẽ xuất hiện một nốt ruồi chu xa. Nếu dùng giải dược đúng hạn sẽ không có vấn đề gì. Còn nếu không có, một khi độc phát, nốt ruồi chu xa kia sẽ lập tức phóng thích độc tố, nhập thẳng và thức hải, thần tiên khó cứu. Nụ cười trên mặt của Bích Thủy Nhu càng thêm sáng lạn, kiên nhẫn giải thích. Bích Thủy Đạo hữu, sau khi ta giúp người không chế lưu lan đảo, lại đưa loa sơn đảo về dưới trướng hồng chi đảo, có thể không dùng loại độc này được không? La Vạn sơn nói về ngữ điệu như văn cầu, gã tình nguyện bỏ loa sơn đảo, chứ không muốn cả đời bị kẻ khác không chế. Ngươi cảm thấy ta giống như đang thương lượng với người sao? Bích Thủy Nhu hỏi ngược lại, La Vạn Sơn mặt mũi tối sầm, trong lòng vẫn đang không ngừng tranh đấu. Chu gia trí này cũng không phải là không thể giải. Chỉ cần cùng dùng thuốc giải liên tục 36 tháng là có thể loại trừ triệt để. Vị Thủy Nhu ngưng một lát rồi mới lên tiếng. Ý rất rõ, chỉ cần lao vạ Sơn nghe lệnh nàng 3 năm là sẽ được giải thoát. Dù sao nàng và viên minh gần như là ép khổ gã, nếu không cho gã bất kỳ hy vọng nào, chỉ e đối phương quận trí làm ẩu thì không hay. Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được? La Vạn Sơn nhìn Bích Thủy Nhu hỏi. Bích Thủy Nhu lời nói với gã lấy từ trong ngực áo già một mình bạch ngọc ném xuống đất. Hoặc là ăn chu xa trí, hoặc là chết luôn ở đây. Người không còn lựa chọn khác. Bích Thủy Nhu lạnh lùng nói. La Vạn Sơn hít sâu một hơi. Xong cũng không do dự nữa, lập tức nhặt chiếc bình kia lên, đổ một viên đan dược từ trong bình ra, rồi ngửa đầu nuốt vào bụng. Ngày tiếp đó gã cảm giác được một dòng nhiệt lưu từ đan điền vọt thẳng lên đi tới chỗ mi tâm của gã rồi dừng lại mi tâm gã lập tức xuất hiện một nốt ruồi màu đỏ to bằng hạt gạo xem ra chính là nốt ruồi chu xà kia sau khi nốt vào chu xà trí là vạn sơn không tranh thủ suy tính mà cò quắp ngồi dưới đất cả người ướt đẫm như bị dội nước nhất thời không nói ra được lời gì người trở về trước đi sau này cần lúc nào ta sẽ tự liên hệ với người. Bích Thủy Nhu khoát tay áo nói. Là vạn sơn những người mất hồn chậm rãi đứng dậy, mở cửa phòng bước ra. Bây giờ trên cây ở bên trong sân bên ngoài căn phòng, một con quạ bỗng nhiên giường cánh bay vào trong phòng. Đoạn đâm thẳng tên bì tâm của lưu đảo chủ mới chết rồi chui vào bên trong. Ngay sau đó thấy cây xác ở bên trên sàn đột nhiên dãy rụa đứng lên, vận động chân tay một chút. Rồi những người sống gỡ pháp khí trước vật bên hồng xuống đặt lên trên bàn cảnh tượng bất tình linh này khiến cho la vạn sơn giật nảy ca người 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 là hồn tu gã nhìn về phía viên mình kinh nghi bất định hỏi trong lòng càng cảm thấy hối tiếc không nguôi chương 470 mong muốn căn bản viên mình không có ý định phản ứng gì với la vạn sơn chẳng qua chỉ nói với bích thủy nhu trước hết để cho lưu đào chủ còn sống quay về đã hiện tại chết ở đây thì chuyện này hơi khó xử lý trong mắt của bích thủy nhu chợt hiện lên vẻ kinh ngạc do dự rồi gật gật đầu vậy làm phiền la là đạo hữu mang theo lưu đạo chủ cùng quay về trên đường cũng nên cẩn thận viên mình quay đầu nhìn về phía la vạn sơn vừa cười vừa nói la vạn sơn nghe thế thì vội vàng đáp ứng mang theo lưu đạo chủ hoảng hốt rời đi bích thủy đạo hữu ngày mai ta sẽ để lưu đạo chủ bàn giao toàn quyền xử lý công việc của lưu lan đạo chủ cho phó đạo chủ còn gã sẽ tự công bố mình đi ra ngoài hải ngoại dạo chơi. Chuyện sau đó, ngươi để cho La Vạn Sơn phối hợp làm theo ngươi là được. Viên mình dặn dò. Với tù vi của hắn hiện tại, thì việc dùng hồn nhà không thì dễ như bỡn. Chỉ có điều lâu ngày thi thể vẫn sẽ bị hư hỏng, cho nên vẫn cần phải xử lý nhanh chóng, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đại ân của viên đạo hữu ta thật khó mà đoáo đáp được. Xin nhận của ta một lễ, Bích Thủy Nhu thấy hắn cần nhắc chu Toàn như thế, đã biết lần này nếu không có vị viên đạo hữu này, e là nàng đã gặp kiếp nạn rồi, bèn vội vàng không người bái tạo. Nếu không phải bên người viên đạo hữu có tịch ảnh đạo hữu rồi, chỉ sợ nàng sẽ còn nói mấy câu dưỡng giống, giống như là lấy thần báo đáp. Người là bằng hữu của tịch ảnh thì cũng là bằng hữu của ta, không cần phải khách khí như thế. Vên mình cười khoát tài áo, tịch ảnh một mực đứng ở bên cạnh không nói lời nào, khoe miệng lại nhách lên mang theo chút ý cười đến lúc bích thủy nhu rời đi rồi tịch ảnh chợt những bài hỏi viên đạo hữu có thể nói người đã dốc hết lòng giúp bích thủy đạo hữu rồi thật sự rất chu toàn chẳng qua để chúng ta thuận lợi lấy được tiền quả hơn mà thôi viên mình nghe thế thì giật mình mơ hồ cảm thấy lời này không giống như là khen ngợi mình nên vội nói tịch ảnh cũng không tức giận chỉ hừ khẽ một tiếng rồi quay người rời đi trở về phòng của mình. Viên mình gãi gãi mũi, lắc đầu, rồi cũng trở về phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại, hắn mới lấy ra tàn quyền, kim quỳ ngựa thú thuật, cẩn thận nhìn qua một lượt. Ước chừng qua nửa canh giờ sau, viên mình mới cầm quyền điền tịch này cất đi, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, trong lòng ngẫm nghĩ lại những điểm tinh diệu của thuật này. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, rồi đưa tay vỗ lên túi linh thú bên hông một đạo điện quang lập tức lập lòe xuất hiện lôi vũ hiện ra giữa gian phòng đáp xuống ở dưới chân viên minh viên minh với nó cũng coi như tâm ý tương thông bấy giờ cũng đã dùng thần điểm báo cho nó biết mình muốn cùng với nó phối hợp luyện bí thuật dung linh lôi vũ biết được đương nhiên là vô cùng vui vẻ còn rất an ý bay đến đậu xuống đầu vai của viên minh viên minh hiểu ý cười cầm thao tiến đỉnh giờ theo nội dung ghi chép trong kim quỳ ngựa thu thuật bắt đầu vận chuyển pháp lực của mình bí thuật dung linh thường chỉ được tiến hành giữa chủ nhân và linh thú của mình giữa hai bên càng ăn ý với nhau thì xác suất thành công khi thi triển bí thuật dung linh lại càng cao lôi vũ được viên minh chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ hai bên đều tâm ý tương thông với nhau đương nhiên rất ăn ý viên minh lại có nguyện lực khổng lồ ở bên trong thao thiên đỉnh phụ trợ khiến tốc độ tu hành lại cực nhanh chẳng qua mới thử qua hai lần viên mình đã nhanh chóng đưa được pháp lực của mình vào trong cơ thể của lôi vũ hai bên gắn kết lại rồi dựng lên một cầu kết nối với nhau rồi sau đó viên mình lại để lôi vũ bay ra khỏi bờ vai của mình cả hai kéo ra một khoảng cách xem sao kết quả muốn liên hệ giúp bọn họ cũng không bị tách ra mà vẫn tồn tại như trước viên mình thấy thế mới cảm thấy vui vẻ bắt đầu chính thức dung linh, thử nghiệm dẫn yêu lực trong cơ thể của lôi vũ vào trong cơ thể của hắn. Lúc ban đầu thử nghiệm, lôi vũ phát hiện yêu lực trong cơ thể đột nhiên tuôn ra bên ngoài, nên có hơi kinh hoàng. Phe vẩy hai cánh cứ chút bất an, còn đi tới đi lui trong vòng. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. viên mình thấy thế vội vàng an ủi vài câu mới khiến nó yêu lòng lại. Mấy nhịp thở sau, cảm giác yêu lực bị kéo ra ngoài nhanh chóng biến mất thay vào đó là cảm giác kỳ lạ của một loại kinh mạch huyết mạch liên thông giữa một người một thú như thể tạo thành một thể chỉ có điều thần niệm của viên mình cùng với nội vũ lại tồn tại độc lập riêng phần mình cũng không bị hòa lại thành một thể nếu không bọn họ đã sinh ra ảo giác thật sự hợp thành một thể thật sự rồi rất nhanh viên mình vô cùng kinh ngạc phát hiện sau khi dùng linh xong pháp lực bản thân đã trở nên hùng hậu hơn tương đương với trình độ kết đan trung kỳ rồi. Hắn có thể cảm giác được chỉ cần trong đầu mình xuất hiện một ý nghĩ là pháp lực và yêu lực giữa bọn họ được tương dùng với nhau như nước chảy, tùy ý lưu động giữa cơ thể mình và lôi vũ như một khối vậy. Đi, chúng ta ra ngoài thử một chút. Viên mình cười, vỗ lưng lôi vũ, một người một chim nhanh chóng rời khỏi nơi ở của mình. Không bao lâu, cả hai xuất hiện ở trên một khu vực đảo hải ngoại mặt biển đen tối sóng biển cuồn cuộn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước khiến sóng nước gợn lăn tăn một màu bạc ánh mắt của viên minh ngưng lại tẩy kết pháp quyết mang theo lồi vũ tiến vào bên trong không gian huyễn cảnh hắn đứng ở trên lưng lồi vũ vươn tay về phía trước xoay lắm ngón tay ra trong khoảnh khắc sau đó chỉ thấy mắt của hắn lóe lên những tia sáng màu chớp vàng rồi một tia lôi điện màu vàng to lớn xuất hiện phần nhánh hơn mười tia trước vàng như đan dệt tạo thành một tấm lưới điện bao trùm cả một không gian phía trước lưới điện bao trùm trong hư không tia trước vàng kịch liệt bắn ra và chạm với nhau tạo thành từng tiếng sấm vang y ung. hình thái này không quá giống với thần thông lôi kích mà lôi vũ thi triển nhưng lại có uy năng cao hơn nhiều dùng hợp với yêu lực của người về pháp lực của ta khiến phạm vi và hiệu quả công kích tăng lên không ít viên mình mừng rỡ nói rằng Lôi vũ vui sướng kêu to một tiếng đáp lại Sau đó viên mình dựng thẳng trường lên Hướng về không trung Từng tầng mây đen lập tức nhanh chóng hội tụ đến Ngưng tụ thành một đám mây lôi đình Đen thùi lùi, cực lớn Như muốn đánh nát cao bầu trời Từ qua hai thần tông này rồi Viên Minh đã cảm thấy hết sức khai lòng, bèn thử xem phi hành thế nào. Chỉ thấy hắn điều động lôi điện lực thử nghiệm phi hành trên hai cánh tay quán, đồng thời hiện ra một hình vẽ tỉa sét hình đôi cánh sau đó cả người của hắn được lực lượng lôi điện bao bọc lại chớp nhoáng sau đã vượt qua một khoảng cách trăm trượng trong lúc này mặt biển đã xuất hiện hình ảnh một bóng người được hồ quang điện bao phủ chọc lát xuất hiện ở trên mặt biển nơi này chọc lát lại biến mất rồi xuất hiện ở phía xa xa phiêu hốt bất định như thể quỷ mị sau khi dừng lại hình ảnh đôi cánh bằng tia sét trên cánh tay của hắn cũng theo đó mà biến mất Quả nhiên cô dùng linh của kim quỷ ngựa thú thuật Ta có thể điều động được thần thông của linh thú rồi Viên Minh mừng rỡ dị thường Sau đó hắn lại gọi ra hoa trì Và tàm nhãn ô cưu ra ngoài Nói về chuyện dung linh Tàm nhãn ô cưu là tiến đồ của viên minh Đương nhiên không có dị nghị gì Hoa trì thì lại càng tiếp nhiệt tình Còn tỏ vẻ muốn thử nhiệm trước Cuối cùng viên minh đã lần lượt dung linh Với hai người bọn họ Hiệu quả thử nhiệm khiến hắn rất thỏa mãn Cảnh giới của hai người bọn họ còn cao hơn cả lôi vũ một chút. Sau khi dùng linh, thì pháp lực của viên mình đã tăng thêm rõ rệt, gần như đã tương đương với kết đan hậu kỳ. Viên mình lại tán dương ba giác hỏa này vài câu, chấn an bọn nó xong rồi mới thu cả bọn về. Sau đó, hắn giải trừ huyễn cảnh, cảm thấy mỹ mãn quay về chỗ ở. Sáng ngày thứ hai, vòng thi tuyển thứ ba cũng đã bắt đầu. Từ xấu hòn đảo, còn lại mới quyết định ra một hòn đảo tên duy nhất cho nên tỷ thí hôm ngày hôm nay càng tiếp kịch liệt hơn hẳn hai ngày trước đó bỏ ra tiểu tổ bốn hòn đảo cấp 2 ở bên trong đó còn lại gần như tất cả tuyển thủ mà các đảo cấp một phái ra tỷ thí đều chỉ có một cấp độ đều là tu sĩ kết đan hậu kỳ cả không biết là cố ý hay là vô ý mà bốn trận so tài đầu tiên đều là màn đấu võ giữa bốn hòn đảo cấp hai với nhau bốn đảo là hàn tinh đảo ô vân đảo huyết yến đảo kim liên đảo vẫn là những hòn đảo giành chiến thắng trong kỳ đại hội trước đó mười mấy trận tỉ thí tiếp theo cũng đều là hòn đảo cấp 1 dùng ưu thế áp đảo giành được thắng lợi sau giờ ngọ một khắc đã đến cuộc tỉ thí cuối cùng nghiệp hòa đảo giao đấu với hồng chi đảo biểu hiện hoành tráng của hồng chi đảo mấy ngày trước đã khiến phần đồng các tù sĩ vây xem dâng lên chút mong đợi trong tận chỉ thí lần này kỳ đại hội đấu võ lần trước không xuất hiện qua tình huống đảo cấp 2 có thể thắng được hòn đảo cấp 1. Cho nên, ngoài tu sĩ Loa Sơn Đảo và Lưu Lan Đảo, thì gần như tất cả tu sĩ ở những hòn đảo cấp 2 đều thầm mong đợi ngựa ô Hồng Chi Đảo có thể sáng tạo ra được lịch sử trong lần đại hội này. Bọn họ không thể chống lại được quy chế tỷ đấu không công bằng này. Không có nghĩa là bọn họ không mang theo oan khí trong lòng. Đa bộ phận các tu sĩ ở các hòn đảo cấp 1 lại xem những việc không liên quan tới mình. Dù biết không có khả năng cao, nhưng bọn họ vẫn mong chờ xem được một màn nghiệp hòa xấu mặt. Những suy nghĩ hỗn loạn này lặng lẽ thay đổi mong muốn của tất cả mọi người. Vì vậy mà tình huống kỳ dị chợt xuất hiện, đó là phần lớn những người có mặt trong hội trường này, vậy mà lại hy vọng Hồng Chi Đào có thể thắng được. Sau khi tỉ thí được tuyên bố bắt đầu, Vên mình đã phi thân đi xuống võ đài trước. Thoáng chốc sau, tuyển thủ của nghiệp hòa đảo mới khoan thai đi tới chỉ là y vừa mới đi tới võ đài mọi người vây xem không khỏi ô lên một tiếng là hắn nghiệp hòa đảo vậy mà lại phái giả hắn thôi ngọc nghiệp hòa đảo vậy mà lại để thôi ngọc xuất thủ xem ra lần tỉ thí này không cần phải suy nghĩ nữa rồi ai à chẳng nghiệp hòa đảo vậy mà sợ thua thế lại phái thôi ngọc đi ra đủ các loại âm thanh ẩm mỹ khó phân biệt vang lên trên bệ đá quảng trường phần đông những người chủ sự của các hòn đảo cấp 1 đều đồng loạt lộ về kinh ngạc người chủ sự của hồng vũ kinh ngạc nhìn về phía viêm tương hỏi Tả nhớ tháng trước không phải thôi ngọc sư điệt đã bế quan trùng kích nguyên anh cảnh mà làm sao lúc này lại đi ra ngoài thi đấu hắn thiền tư đần độn không phá cảnh thành công cho nên đã chủ động đề xuất tham gia thi đấu xem trong thực chiến có thể tìm được cơ hội phá cảnh hay không Viên tường nhìn không chớp mắt, ngỡ khí không nhanh không chậm trả lời. Mọi người thấy nghe thế, trong lòng xem thường không thôi. Ai không biết, Thôi Ngọc chính là đệ tử thân truyền của nghiệp hòa đảo chủ, tư chất tu hành cực tốt. Cộng đến 200 tuổi đã đạt tới kết đan đỉnh phong, là tu sĩ có khả năng nhất ở nghiệp hòa đảo có thể đột phá đến nguyên anh cảnh trước 200 tuổi. Nói ý có thiên tư đần độn, có kẻ ngu mới tin chuyện vớ vẩn này. Uống ngồi trùng kích cảnh giới nguyên anh không phải chỉ là bế quan một tháng là có thể biết được phá cảnh hay không. Bình thường phải cần bế quan nửa năm, một năm, thậm chí ba năm, năm năm là bình thường. Chắc hẳn viên tường thấy trong lần này Hồng Chi Đào dự thi lộ ra đầy vẻ cổ quái, sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn, nên đã không tiếc công sức gọi Thôi Ngọc đang bế quan ra ngoài, tạm tham dự cuộc thi thí lần này, đảm bảo không có điều gì sơ sót xảy ra. Hết trường 470 cảm ơn và hẹn gặp lại